Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối chi khúc của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm nói cơm khá dễ hiểu. Các em sau ông thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập của bài 35 ôn tập chung tiết số 3 trang 134-135. Chứ mà sẽ làm câu số 1 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A số gồm 42 đơn vị, 3 phần 10, 0% và 7 phần nghìn quyết lệ. Như là 42 đơn vị, 3 phần 10, 0%. Như ở đây mình thấy đáp án A là không có 0%. Mình thấy chỉ có đáp án D là có 0% thôi, đúng không? Và 7 phần nghìn. Như mình sẽ viết là 42,307 nha. Như câu A các em sẽ chọn đáp án D, đúng không? 42 đơn vị, 3 phần 10, 0% và 7 phần nghìn. Tiếp theo là câu B, chữ số 2 trong số hợp phần nằm dưới đây. Ở hàng phần gần. Giờ mình thấy là chữ số 2 đây là hàng phần trăm. Chữ số 2 đây là hàng phần gần này. Như là câu B, các em sẽ chọn đáp án B. Đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em sau bấm click video hãy biết các em hiểu bài. Tiếp theo là câu số 2, phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số thích hợp với dấu chấm hỏi trong số 2015 hecta đổi qua km vuông. Như vậy các em nhớ đổi từ hecta qua km vuông thì các em chia cho 100, một số chia 100 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang trái hai chữ số nhé. Ở đây không có dấu phẩy, các em hiểu lầm cuối nè. Dịch chuyển sang trái hai chữ số nằm đây. Có nghĩa là 20,15. 20,15 chính là đáp án C, như là câu A. 2A các em chọn đáp án C. Giờ tiếp theo là câu B. Câu B, diện tích các miếng bìa được ghi như hình vẽ dưới đây. Như là hình số 1 có diện tích là 10 mét vuông 9 decimet vuông. Hình số 2 là 10,1 mét vuông. Hình số 3 là 9 mét vuông và 98 decimet vuông. Và hình số 4 là 10,09 mét vuông. Như vậy có diện tích lớn nhất. Bây giờ mình so sánh thôi. Như ở đây là 10 mét vuông và 9 đề mét vuông. Mình đổi cái này về mét vuông nhé. Mình sẽ đổi về mét vuông. Rồi sau đó các em so sánh thôi. Như là 10 mét vuông và 9 decimet vuông, mình sẽ đổi qua decimet vuông. Như số 10 viết lại này. Như vậy là đổi từ decimet vuông qua mét vuông, kem chia cho 100, 9 chia 100 là 0,09, như là 10,09 mét vuông, đúng không? Giờ tiếp theo là mình đổi cái này luôn. 9 mét vuông và 98 decimet vuông. Mình cũng đổi qua mét vuông luôn. Như số 9 viết lại. Decimet vuông đổi qua mét vuông chia 190 t chia 100 là 0,98. 9 cộng 0,98 là 9,98 mét vuông. Bây giờ mình so sánh các số hợp phân. Như là 10,09, 10,1, 9,98 và 10,09. Thì mình thấy là phần nguyên số 10 lớn hơn số 9, số này bé nhất, bỏ nè. Còn lại là 10,1, 10,09, đúng không? Và 10,09 thì mình thấy là 10,1 sẽ lớn hơn, đúng không? Như vậy số 2 sẽ là lớn nhất, có diện tích lớn nhất. Như vậy câu này các em sẽ chọn đáp án B thôi, đúng không? Như vậy câu B các em sẽ chọn đáp án B nha, số 2 sẽ có diện tích lớn nhất, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ các em ghi xong câu số 2, mình sẽ làm tiếp câu số 3. Giờ câu số 3, tính giá trị của biểu khúc. Câu A, trong biểu khúc có dấu ngoặc, các em sẽ tính trong ngoặc trước nha. Đúng này. Như vậy các em lấy 32,1 trừ cho 18,3. Đúng này. Thầy sẽ tính nháp phía này nha. Mình thực hiện phép trừ.
32,1 trừ cho 18,7 đúng này. Giờ như là 1 trừ 3 không được, em lấy 11 trừ 3 được 8, 8 với 1 chứ phải thẳng cột. 8 này khi 1 nhớ là 9, 2 trừ 9 không được, em lấy 12 trừ 9 được 3, với 3 nhớ 1. Giờ 1 khi 1 nhớ là 2, 3 trừ 2 được 1, kết quả là 13,8 đúng không? Chỗ này sẽ là 13,8. Giờ chia cho 0,6 viết lại, cộng cho 26,15. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép chia chỗ này. Mình thấy là số bị chia và số chia đều có một chữ số hợp phân, kem gạch bỏ hai dấu phẩy đi. Có nghĩa các em lấy 138 chia 6 thôi, đúng không? Giờ 13 chia 6 được 2, 2 nhân 6 12, 13 trừ 12 được 1. Hạ số 8 được 18, 18 chia 6 được 3. 3 nhân 6 18, 18 trừ 18 bằng 0. Đúng không? Như kết quả đây sẽ là 23 cộng cho 26,15 lại. Giờ như vậy mình sẽ lấy 23 cộng 26 là 49,15, kem viết lại không? Kết quả là 49,15 đúng này. Mình sẽ làm câu B, ở đây 17,6 nhân 1,2 cộng 17,6 nhân 3,2. Mình thấy là tích bên đây có 17,6, tích bên đây cũng có 17,6, các em sẽ đưa 17,6 ra làm cửa số chung đúng không? Giờ giống nhau, lúc này trong hoặc sẽ là 1,2 cộng cho 3,2. Giờ mình sẽ tính trong hoặc nha, 17,6 các em viết lại. Giờ mình sẽ nhậm chỗ này, mình sẽ lấy hàng phần 10 cộng hàng phần 10, 2 cộng 2 là 4, dấu phẩy khẳng cộng. Giờ 1 cộng 3 là 4, 4,4 đúng không? Giờ sau đó thì các em lấy 17,6 nhân 4,4 đúng không? Giờ các em tính ngoài nháp xem kết quả là bao nhiêu nhé. 17,6 nhân 4,4 có phải sẽ bằng là 77,44 hay không này? Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 4. Câu số 4 người ta cho hình khăn vuông ABCD có đáy lớn hơn đáy bé là 60 cm. Như mình thấy đáy lớn là từ đây qua đây, còn đáy bé là từ đây qua đây. Mình thấy là đáy lớn trừ đáy bé mà AB và DE bằng nhau. Như vậy có nghĩa đáy lớn trừ đáy bé sẽ ra EC. Như vậy EC ở đây sẽ là 60. Đúng không? Tiếp theo người ta nói là chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy qua bằng 120. Như vậy là chiều cao ở đây, chiều cao của hình khăn vuông cũng chính là chiều cao của hình tam giác ABC đúng không? Như vậy trước hết các em đi tính diện tích hình tam giác BCE lại đúng không? Đoạn thẳng PE vuông góc với CD chia hình khăn thành hình chữ nhật APED và hình tam giác BCE đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tính diện tích tam giác BCE nha. Mình sẽ làm câu E. Diện tích tam giác BCE này. Giờ như vậy mình sẽ lấy độ dài đáy ở đây chính là EC là 120, chiều cao ở đây sẽ là 60 đúng không? Giờ chia cho 2 thôi. Như vậy mình sẽ lấy 120 nhân cho 60 chia 2 3. Hệ số tính nháp chỗ này cho các em hiểu.
Như vậy chỗ này các em lấy 120 này chia 2 trước đi. Số nó nhỏ, các em dễ tính hơn. 12 chia 2 sẽ được 6. Số 0 viết lại, nhân 60 viết lại. Giờ sau đó các em lấy 6 nhân 6 là 36, 2 số 0 viết lại, có nghĩa là 3600, đúng không? Chỗ này các em biết là 3600 cm2 thôi, đúng không? Đơn vị sẽ là cm2, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ làm xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B người ta kêu mình tính chu vi hình chữ nhật A, P, E, D. Như vậy các em nhớ là chu vi của hình chữ nhật thì mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân cho tất cả nhân cho 2. Như vậy ở đây mình có là người ta cho cái gì? Đáy lớn hơn đáy bé là 60. Đây là hiệu. Hiệu của đáy lớn chiều đáy bé của hình khang. Căn hình khang nha. Hình khang ABCD thì có đáy bé sẽ là đáy lớn, lớn hơn đáy bé sẽ là 60, đây là hiệu của đáy lớn chiều đáy bé. Và chiều cao sẽ bằng trung bình cộng của hai đáy vừa bằng 120, có nghĩa là trung bình cộng của hai đáy sẽ bằng 120. Người ta cho trung bình cộng của hai đáy bằng 120 thì mình sẽ tính được tổng độ dài hai đáy lớn và đáy bé, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ tính nhắc chỗ này cho các em hiểu nha. Như vậy mình sẽ có tổng độ dài hai đáy của hình khang là, người ta cho trung bình cộng là 120 thì kem lấy 120 nhân 2 thì sẽ ra tổng độ dài hai đáy. Và ở đây hiệu ở đây đáy lớn chiều đáy bé là 60. Đây là một bài toán tổng hiệu. Ở đây mình cần tìm đáy bé, có nghĩa là tìm AB, đúng không nè? Như các em nhớ là muốn tìm đáy bé thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy tổng ở đây là 120 nhân 2 trừ đi hiệu là 60 giờ tất cả chia 2 thì mình sẽ ra độ dài đáy bé, đúng này. Đây là độ dài đáy bé của hình khang nhé. Giờ như lời giải thứ hai mình trả lời là độ dài đáy bé của hình khang là như câu B, các em sẽ làm như sau. Độ dài đáy bé của hình khang là giờ độ dài đáy bé thì các em lấy tổng. Tổng ở đây là 120 nhân 2. Đây là tổng của độ dài hai đáy. Trừ đi hiệu là 60. Tất cả chia cho 2 thì sẽ ra kết quả không. Đúng. Giờ mình sẽ tính nhắc chỗ này. Mình sẽ tính trong ngoặc chứ nha. Mình sẽ lấy 120 nhân 2 sẽ là 240. 240 trừ 60 viết lại. Giờ mình sẽ lấy 240 trừ 60 thì còn lại là 180, đúng không? 180 chia 2 thì được 90. Kết quả đây là 90 cm thôi, đúng không? Giờ như là mình đã được tính độ dài đáy bé của anh Khang. Thì độ dài bé đáy bé của anh Khang chính là AB, đúng không? Giờ tiếp theo mình có là chiều cao của anh Khang chính là AD. Như mình sẽ đi tính chu vi của hình chữ nhật APED thì mình lấy độ dài của đáy bé, có nghĩa độ dài AB cộng cho độ dài AD và tất cả nhân cho 2 thôi, đúng không? Như vậy là chu vi của hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật APED là mình sẽ lấy độ dài đáy bé chính là AP sẽ là 90 cộng cho chiều cao của anh Khang chính là AD là 120, tất cả nhân cho 2 thì sẽ ra chu vi của hình chữ nhật rồi. 90 cộng 120 sẽ là 210, 210 nhân 2 sẽ là 240 cm. Như đáp số sẽ là đáp số câu A chứ 3600 cm2 và câu B sẽ là 240 cm, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, kem sau bấm khích video thì biết kem hiệu bài.
Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Câu số 5 viết tiếp và dấu chấm cho kết hợp. Robot đã vẽ hình khang ABCD và hình tròn tâm O như hình vẽ dưới đây. Mình sẽ có một cái hình khang ABCD và một cái hình tròn tâm O nội tiếp bên trong của cái hình khang này. Người ta cho AB là 14 cm, CD là 25 cm và AD sẽ bằng 4 phần 5 CD. Như vậy AD chính là đường kính của cái hình tròn này luôn, đúng không? Giờ như vậy bây giờ mình sẽ đi tính AD, có nghĩa là đi tính đường kính, sau đó các em tính được bán kính. Có bán kính thì mới các em tính mới được cái chu vi hình tròn, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ tính nhé, như sau. Giờ bây giờ mình sẽ tính AD. AD sẽ bằng AD bằng 4 phần 5 CD. CD ở đây người ta cho là 25. Như các em lấy 25 nhân 4 chia cho 5 thôi, đúng không? Hoặc là các em chia 5 trước rồi nhân 4 cũng được. 25 chia 5 được 5, 5 nhân 4 là 20. Kết quả là 20 cm. Như vậy mình có đường kính sẽ là AD sẽ là 20 thì mình đi tính bán kính. Bán kính R sẽ bằng 20 chia 2 thì sẽ bằng 10. Đúng không? Như vậy là 10. Bán kính ở đây sẽ là 10 cm. Giờ sau khi có bán kính, các em đi tính chu vi. Chu vi thì các em lấy bán kính nhân 2. Giờ nhân 3,14. 10 nhân 2 sẽ là 20. Ở đây các em lấy số 2 này nhân qua đây trước đi. 10 nhân lại. Mình lấy 2 nhân cho 3,14 trước là 6,28. Giờ một số hợp phân nhân cho 10, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải một chữ số, dấu phẩy nằm đây. Có nghĩa là 62,8 nha. Như kết quả là 62,8 cm, đúng không? Giờ tiếp theo mình có quen người ta kêu mình gì tính diện tích phần đã tô màu. Để tính được diện tích phần tô màu, các em đi tính diện tích hình khang. Giờ diện tích hình tròn, lấy diện tích hình khang trừ diện tích hình tròn sẽ giao diện tích phần tô màu, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích hình khang trước. Giờ như mình sẽ lấy đáy lớn cộng đáy bé tất cả nhân chiều cao và chia cho 2. Đáy lớn ở đây là CD là 25. Cộng đáy bé là AB sẽ là 14. Tất cả nhân chiều cao ở đây sẽ là AD. AD lúc nãy mình tính được sẽ là 20, đúng không? Giờ tất cả chia cho 2. Giờ mình sẽ tính trong ngoặc trước nha. Giờ 25 cộng 14 là 39. Giờ 20 chia 2 được 10. 39 nhân 10 là 390. Đúng nè. Như vậy là diện tích hình khang sẽ là 390 cm². Giờ bây giờ mình đi tính diện tích của hình tròn. Diện tích hình tròn thì các em lấy bán kính ở đây của mình sẽ là 10, đúng không? Lúc nãy mình đã tính được là 10. Nhưng mình sẽ lấy bán kính nha, bán kính giờ nhân 3,14. 10 nhân 10 là 100, nhân 3,14 là. Một số hợp phân nhân 100, các em dịch chuyển dấu phẩy sang phải hai chữ số, dấu phẩy nằm cuối thì bỏ luôn, có nghĩa 314 cm². Giờ bây giờ mình tính diện tích phần đã tô màng. Thì các em lấy diện tích hình khang trừ diện tích hình tròn. 390 trừ 314 sẽ bằng. Giờ chỗ này tính nhẩm được mà, đúng không? 0 trừ 4 không được, các em lấy 10 trừ 4 được 66 nhân 1. 1 này khi 1 nghĩa là 2, 9 trừ 2 được 7, đúng không? Kết quả là 76 cm² thôi, đúng không? Chỗ này các em biết là 76 cm² nhé.
Giờ như là mình xong câu số 5 nha. Câu số 5 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em khá giảng giờ thì bạn khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.